Hoàng Hạnh kính chào quý vị khán giả Ven TV 55.2. Hoàng Hạnh rất vui khi trở lại với quý vị trong chương trình Beauty Show. Kính thưa quý vị, chiều hôm nay Hoàng Hạnh sẽ gửi đến quý vị một cái European facial. Qua các chương trình trước, Hoàng Hạnh đã và anh Michael đã hướng dẫn quý vị về chăm sóc da. Và kính thưa quý vị, đó là những chăm sóc da ở tại nhà mà quý vị phải có cái home care, đó để là quý vị phải take care hàng ngày và hàng tuần. Và đây hôm nay Hoàng Hạnh biểu diễn cho quý vị chương trình facial này, thì chắc chắn chương trình facial này quý vị không có thể làm ở nhà được. Thành ra quý vị sẽ có thể đến những nơi quý vị biết, hoặc là quý vị có thể đến thẩm mỹ của Bích Ngọc, hoặc là những nơi mà chuyên về skin care để quý vị có thể chăm sóc cho làn da của mình tốt hơn. Tại vì những cái chuyên môn, những cái máy móc mà ở ngay tại gia đình quý vị không có đủ để chúng ta treatment. Vì thế là chiều hôm nay Hoàng Hạnh sẽ gửi đến quý vị một European facial. Thì mong rằng quý vị sẽ theo dõi, có thể quý vị dùng những động tác này cho chính sự take care da của quý vị ở tại nhà. Và trước tiên thì Hoàng Hạnh sẽ đây là model của Hoàng Hạnh. Thì quý vị thấy hôm nay là model sẽ được làm hết da mặt, mà làm tất cả những bước từ E cho tới G, và nguyên một cái chuỗi bước như vậy để có thể take care được da mặt của người khoảng chừng trong vòng 2 tháng một lần đều đặn để chúng ta có được làn da tốt hơn. Thì trước hết chúng ta sẽ mở turn on cái máy steam trước để cho nước ready, và Hoàng Hạnh bước vào và bước thứ nhất là Hoàng Hạnh sẽ dùng Danger. Thì chúng ta sẽ dùng, nếu mà quý vị ở nhà thì quý vị có thể là dùng sữa rửa mặt. Trước hết quý vị phải lên những cái make up, những cái phấn cũng giống như những cái bụi bám trên da mặt, để da mặt chúng ta được thông thoáng và thật là clear. Những động tác này quý vị cũng có thể dùng để quý vị liêm da mặt của mình mỗi buổi tối và mỗi buổi sáng. Kính thưa quý vị, những chiều hướng của da mặt, quý vị hãy chú ý những cái hướng mà để cho da quý vị, giúp cho da quý vị căng, là hướng từ ở chính giữa. Quý vị đi rất là nhẹ nhàng và đi ra ngoài nhớ đừng kéo da, tại vì kéo da nhiều sẽ làm cho làn da bị chảy xệ. Chúng ta làm những động tác này để giúp cho, thứ nhất là trước tới bước 1 là giúp cho da được sạch sẽ. Thưa quý vị, bước này thì nếu khi ở tại nhà thì quý vị vẫn phải thường xuyên lean vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, và mỗi buổi sáng trước khi quý vị rửa mặt thật sạch, và cũng làm những động tác như vậy thì cũng giúp cho da mặt quý vị được căng và được mịn màng. Thưa quý vị, sau khi quý vị đã apply cleanser và quý vị làm những động tác để cho lấy đi những cái chất dơ trên mặt, thì sau đó quý vị sẽ dùng sponger để quý vị lim. Thank you.
Kính thưa quý vị hãy dùng miếng sponsor, hai miếng shop như vậy để quý vị có thể lên da mặt cho thật sạch đi lớp linger, cũng giống như gọi là sữa rửa mặt hoặc là chất mà để dùng chúng ta lên da đầu tiên. Kính thưa quý vị, sau khi mà da mặt đã được sạch rồi thì quý vị chúng ta thấy cái steamer, thì quý vị thấy khi mà steamer thì chúng ta phải canh da mặt của khách hàng hoặc là canh da mặt của model của chúng ta, là thứ nhất là hơi tỏa ra phun hết tất cả cái gương mặt để chúng ta và tránh không bị nóng quá. Nếu mà nóng quá thì làn da của quý vị sẽ bị burn. Vì thế Hoàng Hạnh là lưu ý quý vị hãy để một cái mức độ vừa phải, và quý vị nhìn thấy cái làn hơi, cái steam, cái hơi nóng nó tỏa ra mặt, coi như tỏa ra hết đều khuôn mặt. Và chúng ta nhớ chỉ để khoảng 10 phút chứ chúng ta không để lâu hơn, tại vì nếu mà quý vị để lâu hơn thì da của người model hoặc da của khách hàng sẽ bị burn, bị bỏng và bị quá nóng. Thì mục đích để steam để làm gì? Khi mà quý vị steam để cho giúp cho làn da được thông thoáng và những lỗ chân lông, thì quý vị biết có những chương trình trước Hoàng Hạnh và đã nói đến quý vị, ví dụ những người có làn da dầu hoặc bất cứ làn da nào, thì khi mà chúng ta những chất nhờn chúng ta tiết ra thì nó nằm ở dưới cái lỗ chân lông rất là sâu. Vì thế nếu như quý vị lấy thường có thể quý vị không có thể lấy được rất là lìa. Vì thế quý vị phải dùng tới steamer để làm chi? Nở cái lỗ chân lông ra, và khi đó quý vị sẽ có những cái chất để quý vị lấy những chất dơ lên rất là dễ dàng. Trong khi Hoàng Hạnh đợi 10 phút để steamer để cho những cái pore, là những cái lỗ chân lông được nở ra để Hoàng Hạnh dễ treatment, thì Hoàng Hạnh xin giới thiệu đến quý vị một cái vì hôm nay Hoàng Hạnh làm một cái facial đặc biệt, vì thế là European facial. Vì thế là Hoàng Hạnh muốn giới thiệu đến quý vị, sau cái phần steam Hoàng Hạnh sẽ dùng cái scrub. Scrub để làm gì? Scrub là mục đích là sẽ đánh đi những da chết, những da già, hoặc là những make up của chúng ta làm hàng ngày nó build up lên da rất là dày. Nếu như quý vị không đánh đi thì thứ nhất là chất dơ nó sẽ xuống sâu dưới lỗ chân lông và nó bít cái lỗ chân lông của chúng ta lại, làm cho da chúng ta không thông thoáng, thì sẽ tạo ra mụn và hoặc là làm cho da chúng ta bị mờ nhạt đi, vì chúng ta không lấy đi những cái chất dơ trên mặt mà mỗi ngày nó chồng chất lên. Thì quý vị thấy mỗi một ngày, mỗi một giờ da của quý vị được build up lên rất là nhiều da chết. Vì thế là chúng ta phải lấy trong tuần khi chúng ta đi làm facial thì chúng ta cũng sẽ được treatment bằng scrub, hoặc là khi quý vị ở nhà thì quý vị cũng cần phải có scrub để quý vị dùng một tuần, at least quý vị dùng 2 lần, thì làn da quý vị lúc nào cũng được mượt mà và mịn màng. Chúng ta quý vị khi trong thời gian Hạnh đợi cho cái đó thì Hạnh có thể lấy scrub để apply lên gương mặt của khách hàng. Kính thưa quý vị, scrub thì chúng ta sẽ cần nó sẽ dry lại, và nhớ quý vị sẽ xài scrub sau khi quý vị dùng cleanser. Scrub là cái chất như thế nào? Kính thưa quý vị, scrub là một cái chất mà ở trong đó nó có những cái hạt crystal rất là nhuyễn, thì dùng để chúng ta có thể lấy đi những tế bào chết trên da mặt và những cái bụi bặm dơ mà nó ngấm sâu ở trong cái lỗ chân lông của chúng ta. Sau khi 10 phút hoàn tất thì quý vị có thể tắt cái máy steam đi và bắt đầu chúng ta sẽ dùng cái scrub để chúng ta chà cái gương mặt của người model. Thì quý vị thấy những cái động tác của Hoàng Hạnh là thứ nhất là quý vị phải chà rất là nhẹ, và quý vị nhớ quý vị circle cái da mặt, và cái hướng circle quý vị nhớ circle từ ở trong giữa mũi
và quý vị circle ra phía ngoài. Và quý vị đánh theo một cái vòng, những cái vòng tròn. Thưa quý vị, cái chất scrub này quý vị có thể mua tại thẩm mỹ viện Bích Ngọc. Cái scrub này nó có mùi lemon rất là thơm dịu và những hạt crystal rất là dịu dàng, không có làm cho da mặt quý vị quá cứng để có thể làm da mặt quý vị chày, mà làm da mặt quý vị sẽ rất là mềm mại. Chất scrub này sẽ giúp quý vị có thể lấy đi được những mụn đầu đen nhỏ và những cái mụn cám bên cạnh cái khóe mũi như Hoàng Hạnh đang làm đây, và những cái mụn cám ở ngay cái má và tất cả mọi nơi. Thì quý vị biết chất scrub này sẽ giúp chúng ta lấy đi những cái mụn đầu đen, mụn blackhead, whitehead mà nhỏ. Quý vị có thể chà cái scrub này trong vòng vài phút, và khi quý vị thấy cái tay của quý vị nó đã dry, coi như khi mà chúng ta apply thì chúng ta bỏ cái lớp kem này lên mặt thì chúng ta nó hơi mịn ướt, nhưng khi mà các bạn circle nhiều vòng và cái da mặt đã, quý vị thấy cái tay của quý vị với da mặt của khách hàng đã hơi khô rồi, thì bắt đầu quý vị và chúng ta lim đi. Hoàng Hạnh lưu ý với quý vị, xin quý vị nhớ khi quý vị dùng scrub, quý vị đừng có chà mạnh quá. Nếu mà chà mạnh, da của quý vị nó sẽ bị chảy xước nhé. Vì thế quý vị nhớ chà rất là nhẹ, circle rất là nhẹ được không ạ? Quý vị nhớ khi quý vị làm cái scrub này, quý vị phải rửa mặt thật là sạch, tại vì những hạt cát này nếu quý vị còn để lưu lại thì chắc chắn next step khi mà quý vị massage, quý vị sẽ bị problem khi những cái hạt cát này được liên tục chà lên trên mặt của người khách hàng. Vì thế quý vị phải make sure thiệt là sạch, chúng ta không thấy không còn một chúng ta phải rờ thật là mịn, thật là sạch thì chúng ta bắt đầu mới bước qua next step. Thưa quý vị, khi mà mặt của model đã sạch hết rồi thì bây giờ next step quý vị sẽ bắt đầu dùng kem massage. Thì chắc chắn chúng ta phải massage, vì quý vị thấy thứ nhất là massage sẽ giúp cho coi như là máu huyết lưu thông rất là good, và người ta gọi là circulation đó. Thì quý vị thấy là làm cho làn da quý vị sẽ được thông thoáng và có rất là nhiều và được mịn màng. Và khi massage thì sẽ giúp những cái collagen là những cái nó không bị chảy xệ, và khi mà đó thì quý vị thấy nó cái độ đàn hồi đó, elastin đó, thì nó sẽ tăng lên, là tại vì nhờ chúng ta massage. Và khi quý vị massage, chúng ta nên nhớ chúng ta cũng phải massage đúng cách. Vì vậy nếu chúng ta massage không đúng cách
thì chúng ta sẽ bị da chảy xệ vì chúng ta làm sai. Ra là quý vị hãy lưu ý những điểm này. Và quý vị khi quý vị massage, quý vị hãy nhớ massage luôn cả cái bờ vai, tại vì khi khách hàng chúng ta có thể, hoặc là chúng ta có thể mặc những cái áo hở cổ, nếu như chúng ta mặc những cái áo evening dress thì sẽ hở ra những cái bờ vai, thì chúng ta phải treatment luôn để cho cái bờ vai sẽ cũng có mịn màng và như là chúng ta muốn. Quý vị, bên cạnh hai sóng mũi là cái đường lai mà chúng ta rất là dễ khi chúng ta càng lớn tuổi. Vì thế là khi quý vị mà sao quý vị hãy để ý những cái đường mà nó dễ tạo ra wrinkle, dễ tạo ra lai và mép trên mặt của chúng ta, thì chúng ta nên treatment những chỗ đó thật là kỹ, tại vì sao sẽ giúp cho chúng ta trẻ được khoảng chừng 5 đến 10 tuổi, mặc dù thời gian thì chúng ta không thể tránh khỏi, nhưng dẫu sao thì giúp cho chúng ta trẻ được hơn 10 tuổi thì cũng đáng quý rồi, phải không quý vị? Vì thế là quý vị hãy lưu ý những điều này. Thưa quý vị, thứ nhất là quý vị đi làm facial thì quý vị vừa được enjoy và quý vị biết chắc là quý vị có một làn da rất là đẹp. Nếu mà quý vị giữ đều đặn cái chương trình facial của mình. Phụ nữ chúng ta thì ai cũng thích đẹp hết phải không quý vị? Ai cũng thích trẻ đẹp hết. Và chúng ta hãy ráng cố gắng, ráng giữ, mà nhất là người ta nói nhất da nhì dáng, như thế là quý vị phải ráng giữ làn da của mình cho thật là mịn màng thì nó sẽ tăng thêm nét đẹp cũng như là vẻ quyến rũ của người phụ nữ. Động tác này quý vị thấy Hoàng Hạnh đang biểu diễn cho quý vị coi thì nó sẽ giúp cho cái má của chúng ta, nếu khi chúng ta lớn tuổi thì cái hai bên má của chúng ta rất là dễ bị chảy xệ. Vì thế nếu như quý vị làm những động tác này thì những cái cơ của hai bên má nó sẽ được nâng lên và như vậy sẽ giúp là da mặt của chúng ta đỡ giảm phần nào sự chảy xệ của thời gian. Thank you.
thưa quý vị đừng quên thay quý vị phải thớt liên tục trên mặt, da mặt của người mẫu. Đừng, chúng ta đừng rời để người khách hàng bị có cảm giác bị hụt hẫng. À, kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Facial European European. Hoàng Hạnh xin quý vị đừng rời làn sóng. Chương trình sẽ trở lại sau phần quảng cáo. Xin cảm ơn quý vị.